Đồ cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 5 tháng 4. Em xin gửi đến mọi người một số cây cần Nhật Bãi. Video này là video số 691. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 077 8873 789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán, và bên em có ship toàn quốc luôn nha mọi người. Mọi người mua nhắn giùm em cái mã hàng kèm theo số video và ngày ra video nha. Đầu tiên giới thiệu đến mọi người là mã số 1. Số 1 là một cây cần của NFT Foola Plus Construction. Bát của nó là bát Fuji TBS, dài 3m3, độ cứng là 50, Ola Plus, bóng lóng 3m, Ola phơi Ola xoắn X 2 da, khoan đó là khoan Fuji đá sứ, bu là bu xích. Cái này nó có 3, 6, 8 khoan một cái bu, đọt của nó là xoắn tới ngọn, đọt này là 2 ly. Đọt 2 ly nha mọi người. Xoắn tới ngọn luôn nha. Phô thì cũng còn đẹp nha mọi người. Thu gọn của cần này là 97 cm. Giá là 1.450.000. Ola Plus ha. Cần rất là đặc biệt, rất là hiếm nha mọi người. Rồi cây số 1 giá 1.450.000. Cây số 2. Số 2 là một cây cần ASO khoan lớn nha mọi người. Cây này là của Olympic ạ. Tay cầm ở đây là nó còn bọc cái ni lông nè, chưa bóc luôn nha mọi người. Cần đẹp lắm ha, Olympic đây. Phần này thì dưới cái đít này mọi người, nó cái nắp, nắp chụp ngay cái đít nó bị rớt ra ha. Cái này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới lóng bên trong ấy mọi người. Đây, thì cái nắp, nắp này nó chụp lên lại để thẩm mỹ thôi. Đó, nó bị rớt cái đó ra rồi. Cái này là mã số 2. Bát của nó là bát Fuji 24 nha mọi người. Dài 5m3, đọt số 4. Century. Da rắn ha, xoắn ít. Khoan Fuji đá sứ 3, 6, 8 cái khoan. Ngọn cây này nó là 2 ly 4, cân nặng 410g. Phâu cần cũng còn đẹp nha mọi người. Phâu còn đẹp ha. Cân nặng là 410g. Cần còn rất đẹp nha mọi người. Đây, cần rất đẹp ha. Đây, cây này giá là 900.000. Tiếp theo là một cây si súp 3m9. Cây số 3. Dòng Arospin, dài 3m9, độ cứng 30. Cái này là được sản xuất tại Hàn Quốc. Hàn Quốc code nô là 5CB133039. Bát là bát Fuji. Khoan là khoan Fuji đá sứ ha, viền đen. Ngọn của cần này là 2,8 ly, cân nặng là 360g. Nó là dạng carbon trơn thôi. Trong bên trong thì nó cũng có hơi trầy, ngay cái lóng thứ hai từ gốc đi lên nè mọi người là nó có hơi trầy nhẹ nha. Nó chỉ bị trầy cái lóng này thôi. Rồi, cây này là mã số 3, giá 700.000. Mã số 4 là một cây cần Daiwa ASO khoan lớn.
Bát Fuji 24, dài 5m3, đọt số 4 nha mọi người. Rất cứng ha. Cây này là của Daiwa, sản xuất tại Nhật Bản. Cốt đô là 0656 0488. Phôi hai da, khoen Fuji đá sứ. Cây này nó có 6 khoen. Ngọn của cần này là 1 ly 9, nặng 400g. 1 ly 9 nha mọi người. Phôi cần đẹp ha. Phôi hai da. Cây số 4 nha mọi người. Giá của nó là 1.150.000. Cây số 5 là một cây súp. Súp lở dài 36, độ cứng 15. Súp Bower Made in Korea. Bát Fuji FS7, khoen Fuji đá sứ. Cây này được 4 khoen. Ngọn của cần này là 1 ly 9 nha, nặng 240g thôi. Phôi cần cũng còn đẹp. Trong này nó hơi trầy nhẹ thôi mọi người. Phần này thì nó bị dính đất ha. Hơi dính đất. Cái này 480.000. Mã số 5. Rút dài. Mã số 6 là một cái ISO. ISO khoan nhỏ dài 5m3 của Daiwa. Bát Fuji FS6. Đọt số 1, cái này của Nhật sản xuất. Có cốt nô luôn nha mọi người. Cái này nó có hai chế độ zoom ha. Một chế độ zoom lại là 4m, zoom lại là 4m9 nha. Khi mà mình kéo hết ra thì nó là 5m3 nha mọi người. Đó. Kéo ra thì nó là 5m3 ha. Phôi cũng còn đẹp, khoan là khoan Fuji đá sứ ha. Cái này thì đọt nó mềm, kéo ra võng cần. Mọi người mua coi giùm em ha. Đọt nó là 0,8 ly thôi, nặng 180g. Chuyên suối ha. Cần đọt nhỏ. Phôi cần còn đẹp, cái này thì mọi người khỏi lo về ngoại hình ha. Cần cũng còn rất là ok. Rồi, cái này số 6, giá 550.000. Số 6 nha mọi người. Số 7 ạ. Số 7 này là cây cần tay, nó dài quá, đem di chuyển qua bên đây kéo ra. Chờ em một xíu ha. Rồi. Cần tay lóng dài nha mọi người. Rồi, cây số 7 là một cây cần 8m. Cây này là 8m của hãng Apollo, hàng nội địa Nhật. Apollo. Cần thì cũng còn đẹp lắm nha mọi người. Đây thì nó hơi dính keo thôi. Đọt của nó là 1 ly rưỡi, dài là 8m, đọt 1 ly rưỡi, dài 8m. Cây này ở trên cần nó để là độ cứng trung bình. Cần thì mình ra nó cũng có võng ha. Mọi người cần cái video ra cần nhắn em quay em gửi Zalo cho mọi người xem nha. Đó. Dài thì đọt nó nhỏ thì mình kéo ra nó cũng cong ha. Đó, cái này thì do mình lau thôi, nó bị khô lại, nó dính thôi. Đó, đẹp lắm, phôi còn đẹp lắm nha mọi người. Đó, cây này là cây 8m ha, của hãng Apollo. Đọt là 1 ly rưỡi, cân nặng là 400g. Cây này gốc của nó là 28 ly, cũng nhỏ gọn thôi. Thu gọn là 125cm. Cây này cây số 7 giá 800.000. Cây số 8 là một cây cần của Daiwa. Cây này thì hơi nặng nha mọi người. Cây này là dài của nó là 9m. Daiwa chim cò ha. Đó. Các cái lóng nó đều có 3 con cò hết, 3 con chim ha. Như 4 lóng dưới nè. Đó, 4 lóng ở dưới. Đây thì lóng thứ 4 là có 5 lóng luôn. 1, 2, 3, 4, 5 lóng ha. 2 lóng trên thì nó là hai con chim cò thôi. Đọt của nó là dài 9m. Cây này ngọn là 1 ly 4 ạ. 1 ly 4.
có trầy xước nhẹ nha mọi người. Nói chung là phôi còn đẹp ha. Đó. Trên các lóng nó đều có chim cò ha. Phôi nó dày. Phôi nó dày nên là nó nặng, cây này nó nặng tới 580 g. Hơn nửa ký. Phôi dày nha mọi người. Phôi dày nặng ha. Gốc là 29 ly. Cân nặng là 580 g. Thu gọn là 130 cm. Số 8 giá 850, dài 9 m, quá đẹp luôn. Số 10, số 9 nha mọi người, nãy là số 8 là cây đai hoa. Số 9 là một cây cần tay lóng ngắn super fine carbon dài 5 m 4. Cái này em đo còn 5 m 2 nè. Cây này đồ cứng trung bình, cứng đều nha mọi người, made in Hàn Quốc ha. Còn cái nắp cho mọi người luôn nè, 5 m 2 nha. Cái này đọt của nó là đọt đặc 0,9 ly. Cần phôi bên trong cũng còn đẹp nha mọi người. Cần này ra thì cũng hơi cong xíu ha, cong nhẹ thôi. Phôi cong còn đẹp. Nặng 240 g. Thu gọn 55 cm, dài 5 m 2. Cây số 9 giá là 500 ngàn, free ship luôn nha mọi người. Bên em được free ship ha. Cây số 10 đi ạ. Số 10 là một cây 3 khúc. Cây 3 khúc của dòng Mustard. Cái carbon sắn ít như thế này. Phôi nó giống phôi Olympic ha. Bass là Fuji 22. Dài 3 m 6, cứng 50 nha mọi người. Cứng 50. Khoen là khoen Fuji dạ quang. Bu nó bu Fuji dạ quang, cần còn đủ đồ dài cho mọi người luôn. Còn nguyên bản ha. Đó. Chỗ đây thì nó hơi trầy nhẹ sơ thôi. Còn lại là đẹp nha mọi người. Rồi thông số thì để em sẽ lấy cái hộp em đọc cho mọi người nha. Cây này là cây số 10 giá 800 ngàn thôi ạ. Dài 3 m 6, độ cứng 50 nè. Cây này của hãng Mustard. Giá niêm yết là 15 ngàn yên ha mọi người. Đó, 15 ngàn yên là tầm 3 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu, 3 triệu ha. Nếu mà giá xuất xưởng của cái mặt hàng này ha. Cân nặng là 368 g. Thu gọn 130 cm. Đọt là 2,3 ly. Gốc là 22,2 ly. 3 khúc. Cứng là 30-60. Carbon nó 45% nha mọi người. Còn 55% là các cái sợi thủy tinh rồi các cái hợp chất khác ha. Đây hàm lượng carbon thì 45% thôi. Thì nó vừa fit và sợi carbon, sợi thủy tinh nhiều thì cái cần của mình nó câu, nó bạo lực, nó đàn hồi tốt nha mọi người. Rồi đó là cây số 10 là giá 800 thôi. Số 11 là một cây một khúc. Cây này là cây cần lưu một khúc. Cây này Evin of Chen Bad Fuji Shakespeare. Cây này của hãng Shakespeare. Chiều dài là 2 m 1, độ cứng M, tải mồi là từ 7 cho tới 20 g, tải dây là từ 6 cho tới 15 lb. Cây này là nó câu được tầm khoảng 7 kg nha mọi người, hơn 7 kg ha, 7,5 kg. Khoen là khoen Fuji đá sứ. Cây này nó có 1 khoen nè, 2 khoen, 3 khoen, 4, 5 khoen và một cái đọt ha. Cần là dạng sợi cần đặc. Cần là dạng cần đặc nha mọi người. Cần sợi thủy tinh ha. Rồi cây này là cây một khúc thôi. Khoen là khoen Fuji. Và giá là 480. Đọt 2,5 ly nha mọi người. Cân nặng của nó 280 g. Cây số 1 giá 480 ngàn. Để em test cái đọt cho mọi người xem nha. Đây, cái đọt nó thì nó cũng nó là sợi thủy tinh nên là nó mềm ha. Đó, độ cứng M nhưng mà nó có cái độ đàn hồi. Cây số 11 480. Cây số 12 là một cây 2 khúc. Cây này 2 khúc 2 m 7 ha mọi người. Honda Position Bass Fuji ạ.
khoan Fuji, cây này là của hãng Alpha Tactical, dài 2m7, Mochin Stay, Hàn Quốc sản xuất. Ngay cái phần chân khoan thì nó có hơi bị khô keo nè mọi người, lâu ngày ha. Phôi này là phôi carbon nha mọi người, carbon mà carbon trơn thôi ha. Đọt 2 ly 8, cân nặng 320g. Cái này đem coi độ cứng thì khoảng bao nhiêu ha. Cây này độ cứng nó chắc tầm 30 thôi nha mọi người. Đó. Cần nó cái độ đàn hồi nó cũng có ha. Nó dẻo ha. Carbon pha thôi. Cây này là cây số 12, 450 ạ, free ship luôn nha mọi người. 13 là một cây cần lưu 2 khúc. Máy ngang, tay cầm là gỗ bằng, bát hãng. Cây này của hãng Bass Bomber Suyumi, dài là 1m8, độ cứng ML lưu là 1/8 đến 2 OZ, line là 8 cho tới 14 LB. Cây này con này tải tầm khoảng 7 kg ha. Khoan là khoan Gold Fuji Gold, cần còn đủ độ dài, bu là bu của nó là bu Gold luôn. Ngọn 1 ly 8, cân nặng 100g. Số 13 380.000. Số 14 là một cây lô 2 khúc. Cây này của hãng Alpha Tactical Bassing Spin, dài 1m8 nha mọi người. Ồ. Dài 1m65, em xin lỗi ha, dài 1m65 nè. 2 khúc. Tay cầm ở đây là bằng mút. Bass là bass Fuji. Khoan Fuji. Ngọn 2 ly 2 nặng 120g, cây này cây số 14, giá là 380. Rồi tiếp theo thì số 15 trước đây là Phíp ha mọi người. Dài 2m1, cây này em giới thiệu là dài 2m1 nè. Dòng mini, bỏ cốc xe mình đi chơi rồi được ha. Thu gọn tầm 50cm, tầm 47-48cm ha. Khoan là khoan đá sứ đọt đặc 1 ly 8, dài 2m1, cây này độ cứng tầm 20 nha mọi người. Độ cứng của nó là tầm 20 ha. Static Enjoy Make in Korea, bát là bát vặn này, tay cầm bằng mút. Cây này giá 190.000. Số 15. Số 16 là em bán cặp này. Cặp này giá 200.000. Bát của nó là bát kim loại, khoan là khoan không có lồng sứ nè. Đọt của nó thì cứng tầm 20 nha mọi người. Đó, cần thì còn ok ha. Dài là 1m6 và 1m8 nha mọi người. Đây, cái bát xanh này là 1m6, bát vàng là 1m8 ha. Rồi cặp này thì em bán là 200.000 thôi, cứng tầm 20. Cặp ha, cặp 17 đi ạ. À. 17 là một cặp này là gồm có một cây 1m65 và một cây 1m7. Cây này 1m65. Khoan là khoan có lồng sứ bên ngoài nó hơi rỉ nhẹ nha mọi người. 1m65. Sofista Space Spin Combo EX, dài 1m65. Độ cứng cũng khoảng 20, đọt đặc. Và cây này 1m7, bát là bát kim loại ha. Cứng cũng khoảng 20, không có lồng sứ. Cặp này giá 200, số 17 ạ. Số 18 là một cây Olympic, hàng nội địa Nhật. Cây này là CR, dạng cũng có carbon nhưng mà hàm lượng cũng ít. Dài 6m4, cần này ra thì nó dài nên ra nó võng, cứng chắc tầm 1,5 thôi nha mọi người. Cái này thì nó còn cái nắp luôn ha. Bảy lóng nha mọi người. Cần còn rất đẹp ha. Có điều là nó dài, nó hơi yếu, võng ha. Đẹp, rất đẹp. Bảy lắm. Cân nặng 240g thì nói chung là nó cũng nhẹ ha. Đọt 1 ly dài 6m4. Cái này giá 300.000. Ráp khúc nha mọi người. Rồi tiếp theo là 19 là một em bán một cặp. Cặp này giá 150. À em xin lỗi, cặp này giá 300. 300.000 một cặp, gồm một cây 1m6. Ruby, độ cứng 20.
khoen Fuji, bát Fuji. Đọt 2 ly 7 nặng 150g. Cây này 1m8 hàng nội địa Nhật của Olympic. Khoen Fuji đá sứ, bát nhựa. Hàng dạng bè, tay cầm ở đây bằng nhựa luôn. Đọt 2 ly nặng 200g. 1m6 và 1m8, số 19 300. 20 là một cây cần đai hoa. 1m8, tay cầm ở đây là bằng gỗ phíp đỏ, bát vặn. Dài 1m8, khoen Fuji. Đọt 3 ly 1, cân nặng 420g. Cái này nó nặng là do cái phần tay cầm nó, cái gỗ nó nặng. Độ cứng cây này khoảng 50-60. Phần này là bằng cao su. Số 20, dài 1m8, giá là 250. Số 21 là dạng cắm gốc, cây phiết nhau nha mọi người. Cây này của hãng Romarin nè mọi người, có cốt nô nè, 242866, dài 2m1, grass fiber. Bát của nó là bát Fuji, khoen là khoen không có lồng, có lồng sứ nhưng mà là khoen hãng ha mọi người. Đây, cái gốc nó thì nó không có khoen ha, gốc nó đây không có khoen, dài 2m1. Còn cái ngọn nó là có 1 khoen, 2, 3, 4, 5, 6 khoen, một cây bu ha. Đọt tháp, đọt nó 2 ly 4, nặng 370g. Em coi độ cứng nha. Cái đọt nó thì nó tháp ha. Cái này không rõ độ cứng chắc. Cho cái phần dưới thì cứng, ở trên thì nó cũng có cái độ đàn hồi. Cái này chắc cứng tầm 50-80. Số 21 giá 300.000. 300.000. 22, một cây ba khúc hai ngọn, cây này là của hãng Suyumi. Dài là 2m4. Thu gọn 86cm, ba khúc. Một đọt là cứng 30 á. 30 là đọt 2 ly 1, cứng 50 là đọt 3 ly 6, khoen Fuji hết nha mọi người. Cân nặng là 330g. Đọt là đọt tháp ha. Đọt tháp là đọt đọt cứng 30 là đọt tháp, đọt cứng 50 là không có tháp. Cứng 50 là nó không có tháp đọt. Còn cái đọt này là cứng 30 tháp nha mọi người. Rồi. Cái này giá của nó 350 thôi. Bát là bát vặn. Bát vặn thì nó bạo lực ha. Tay cầm là nó quấn nhợ như thế này. Cái gốc nó không có khoen. Rồi. Cây này 22 350. Rồi mọi người mua hàng thì gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em nha, số 0778873789. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người nha.